Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra gần 10 vụ lừa đảo qua mạng Internet và mạng viễn thông. Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2021, Công an huyện Văn Lâm nhận được đơn trình báo của 3 cá nhân ở các xã Minh Hải, Lạc Đạo và Lạc Hồng về việc bị lừa trên mạng xã hội và cuộc gọi điện thoại với số tiền bị lừa từ 100 triệu đồng đến 260 triệu đồng. Qua điều tra, Công an huyện xác định thủ đoạn lừa đảo như mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, gọi điện dọa nạt và yêu cầu chuyển cho họ một số tiền lớn. Một số đối tượng giả danh người nước ngoài hoặc người thân để nhắn tin kết bạn làm quen trên mạng xã hội, Zalo, Facebook. Khi lấy được lòng tin của người nói chuyện thì hỏi vay tiền hoặc yêu cầu nộp lệ phí để chuyển quà tặng. Sau khi lấy được tiền, đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc với bị hại. Phần lớn là do người bị hại nhẹ dạ cả tin hoặc là quá sợ hãi, không dám cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng hoặc người thân, bạn bè, nên dẫn đến là bị lừa đảo. Quần chúng nhân dân cần hết sức cảnh giác khi mà có đối tượng liên hệ, thứ nhất là kết bạn hỏi vay tiền, thứ hai là nhận kết bạn Zalo, Facebook và đề nghị được nhận quà, tặng quà thì cần phải kiểm tra lại. Thứ ba là thông báo về việc liên quan đến tòa án, viện kiểm sát, phải đến cơ quan chức năng để hỏi xác minh lại thông tin xem có đúng hay không. Qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Văn Lâm cho biết còn có nhiều người bị lừa đảo với các hành vi tương tự nhưng không trình báo được lực lượng chức năng. Hiện Công an huyện đang điều tra, làm rõ các vụ lừa đảo trên.